là cái kết đắng phải nhận của Lê Âu Ngân Anh và dàn mỹ nhân V-Beat bất chấp đi thi chui. Lê Âu Ngân Anh trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa với thành tích Á hậu 4. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra đối với trường hợp của Lê Âu Ngân Anh là người đẹp này sẽ bị xử phạt như thế nào? Bởi lẽ ngay từ đầu, Ngân Anh không được cấp phép dự thi quốc tế. Người đẹp này không chỉ không tuân thủ yêu cầu từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, mà còn ủy quyền cho luật sư kiện ngược lại. Trước vấn đề này, Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, giải thưởng Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa không liên quan cũng như không có ý nghĩa gì đối với thành tích sắc đẹp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Đồng thời, Cục sẽ phạt Ngân Anh mức cao nhất vì thái độ chống đối. Hơn thế, những gì cô gái này đang phải chịu là sự phản đối của dân mạng. Thắng giải Miss World nhưng về nước không ai đón đưa. Vậy chặng đường sắp tới của cô gái này liệu có ai chờ đón? Nguyễn Thị Thành. Trước Ngân Anh, người đẹp Nguyễn Thị Thành cũng phải nhận án phạt từ Cục vì động thái bất chấp dự thi Miss Eco International 2017. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt Nguyễn Thị Thành với mức phạt 22,5 triệu đồng vì ra nước ngoài dự thi không giấy phép. Công ty đưa cô đi thi cũng chịu phạt 35 triệu. Sau đó, Nguyễn Thị Thành tuyên bố giải nghệ. Thi thoảng cô có xuất hiện ở một vài sự kiện giải trí nhưng không được chú ý. Từ sau khi thi chui trở về, chặng đường của cô gái này trong showbiz đã gần như đi vào ngõ cụt. Mai Ngô. Trước khi tham gia The Face, gương mặt thương hiệu mùa đầu tiên, Mai Ngô từng bị phạt 22,5 triệu đồng vì tự ý tham dự cuộc thi Asian Next Top Model. Sau 3 lần nhận thư mời nhưng không lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giải trình, Mai Ngô bị cấm diễn tất cả các chương trình tổ chức tại Việt Nam một thời gian. Giải thích lý do không xin phép khi đi thi quốc tế, Mai Ngô chia sẻ, cô không hề biết về những thủ tục này. Bên cạnh đó, trong nội dung email mời dự thi, ban tổ chức Asian Next Top Model không cho phép thí sinh thông báo tin cho bạn bè hay bất kỳ ai. Vì vậy, cô không thể hỏi những người trong nghề về những gì cần chuẩn bị. Sau 3 lần thất hẹn, cô đã cố gắng liên lạc với cơ quan chức năng để giải quyết và biểu diễn trở lại. Sau vụ lùm xùm bị phạt vì thi chui, Mai Ngô thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi trở thành chiến binh của đội Lan Khuê trong The Face 2016 và trở thành á quân của cuộc thi. Người đẹp tiếp tục ghi danh tham dự Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, tham gia đóng phim. Thế nhưng so với những mỹ nhân cùng xuất phát điểm, Mai Ngô sau này hoạt động khá mờ nhạt. Quế Vân. Năm 2013, Quế Vân tham gia cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới tổ chức tại Mỹ và giành ngôi vị Á hậu. Với chiến thắng này, người đẹp gặp phải vô số điều tiếng. Từ việc bị đồn mua giải, đã có hai con nhưng vẫn đi thi Hoa hậu, đến việc đi thi chui, không xin phép cơ quan có thẩm quyền. Theo văn bản của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Quế Vân vi phạm Nghị định Chính phủ đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và bị phạt 15 triệu đồng. Từ đó đến nay, Quế Vân không còn hoạt động nghệ thuật nữa mà chuyển hướng sang kinh doanh. Thế nhưng người đẹp này vẫn liên tiếp dính phải rất nhiều những ồn ào, có lượng anti-fan đông đảo. Cục Nghệ thuật Biểu diễn không công nhận danh hiệu Á hậu 4 của Lê Âu Ngân Anh. Vào tối ngày 26 tháng 1, Lê Âu Ngân Anh và dàn thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa đã chính thức bước vào đêm chung kết. Đại diện Việt Nam bất ngờ giành được vị trí Á hậu 4 gây tranh cãi khi bị thầy dạy catwalk tố mùa giải và được biết trước câu hỏi. Cũng trong đêm thi này, ở phần thi trình diễn trang phục dạ hội, Lê Âu Ngân Anh cũng bị cho là sao chép ý tưởng bộ váy dạ hội cũng như là cách tạo dáng của Miss Universe 2018. Chưa dừng lại ở đó, mặc dù đã lặng lẽ về nước, nhưng sự việc Lê Âu Ngân Anh không được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép nhưng vẫn đi thi Hoa hậu Liên lục địa gây xôn xao mấy ngày qua. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ làm gì với giải thưởng của Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi Hoa hậu lục địa. Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, những giải thưởng này không liên quan và không có ý nghĩa với Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Hoa hậu Liên lục địa là sân chơi dành cho một số thí sinh đến từ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lê Âu Ngân Anh tham gia với tư cách cá nhân, chứ không phải là tư cách đại diện của Việt Nam, vì Cục Nghệ thuật Biểu diễn không cấp phép cho cô ấy với những sai phạm của ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017. Vào sáng 28 tháng 1, Á hậu Liên lục địa 2018 đáp chuyến bay sớm về Việt Nam. Sau đó cô cùng mẹ và người thân di chuyển một mạch ra xe để về nhà. Có nhiều phóng viên chờ đợi cô tại sân bay Tân Sơn Nhất, tuy nhiên Ngân Anh đã từ chối chụp ảnh và trả lời phỏng vấn. Sau khi trở về Việt Nam, Ngân Anh sẽ phải đối diện với những mức phạt từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì đã tự ý đi thi mà không được đơn vị này cấp phép, mức phạt có thể lên đến 30 triệu đồng. Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh lần đầu tiết lộ lý do quyết không trả phương miện.
Trong số những hoa hậu từng đăng quang, có lẽ Lê Âu Ngân Anh là một trường hợp hiếm thấy. Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017, nhan sắc của cô đã bị đưa ra bình luận chê bai. Sau đó hàng loạt scandal ập đến khiến Lê Âu Ngân Anh phải đứng trước biến cố bị cơ quan chức năng đề nghị tước vương miện. Cụ thể, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi đó khẳng định, trong mắt cơ quan quản lý nhà nước, không coi Lê Âu Ngân Anh là hoa hậu. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, kể cả đối với các nhà báo thì trước mắt và trong đầu, Lê Âu Ngân Anh đã không phải là hoa hậu đại dương nữa rồi. Còn công ty này với cô hoa hậu này công nhận với nhau, mình không nhảy sổ vào chuyện ấy làm gì. Nhưng cái gì liên quan quản lý nhà nước thì bộ thực hiện. Chẳng hạn một công ty nào đó hoặc công ty Võ Việt Trung xin cho Lê Âu Ngân Anh đi thi quốc tế. Cái đó cần giấy phép của bộ, chắc chắn bộ không cấp. Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ khẳng định. Về phía Ngân Anh và ban tổ chức cuộc thi cũng không có động thái hay phản hồi gì trước đề nghị tước vương miện của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Mới đây, nhân dịp tròn một năm kể từ ngày đăng quang, Lê Âu Ngân Anh đã viết một bức tâm thư khá dài, bộc bạch về cảm xúc của mình. Trong đó cô có đưa ra lý do tại sao mình không trả lại vương miện dù đã không còn được công nhận nữa. Lê Âu Ngân Anh viết, nhiều anh chị báo chí vẫn luôn hỏi Ngân Anh rằng bao giờ Ngân Anh cảm thấy mệt mỏi quá mà muốn từ bỏ chiếc vương miện này chưa? Hay cũng có nhiều bạn vẫn bình luận rằng Ngân Anh hãy trả vương miện đi, sao cứ khư khư giữ mãi cái danh hiệu hảo huyền ấy? Vì đối với Ngân Anh đó là sự trao đi vô cùng trân trọng và niềm tin, sự kỳ vọng mà ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi đã dành cho mình. Những anh chị thâm niên trong nghề và những người đã dõi theo mình từ những chặng đường đầu tiên. Mình không giành lấy nó từ tay của ai và cũng không cho rằng đó là bàn đạp tiến thân hay đổi đời để mà phải cố chấp giữ khư khư bên người các bạn ạ. Những gì mình đang làm cũng không nhằm mục đích chứng tỏ câu chuyện mình xứng đáng hay không nữa, mà là cho bản thân mình, gia đình mình, những người luôn hỗ trợ và đặt niềm tin vào mình. Nhìn lại khoảng thời gian qua, Lê Âu Ngân Anh cho biết đó là những kỷ niệm khó quên của tuổi trẻ. Có những sai lầm mà cô phải trả giá. Lê Âu Ngân Anh tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã chưa thể hiện được hết khả năng dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Cả tháng nay, vùi đầu tập trung với việc học trên trường mà quên bẵng đi cả ngày giờ, thời gian. Có lẽ sẽ không bao giờ quên tháng 10 năm rồi đã đánh dấu một kỷ niệm khó quên trong tuổi trẻ của mình. Ít ai hiểu được, đây là một thử thách mới mẻ nhưng cũng khó nhằn cho một cô gái mọt sách, khép kín như mình, chuyển mình sang một hình tượng điệu đà, sắc bén, kiều kỳ mà người ta vẫn hay gọi là nữ hoàng sắc đẹp. Đã là thử thách thì sẽ không bao giờ là dễ dàng, nhất là khi với những kỹ năng, tình huống mình chưa từng trải qua. Nhưng tuổi trẻ cần những thử thách như thế để bước ra vùng an toàn của mình. Ngày này một năm trước, khoảnh khắc cái tên Lê Âu Ngân Anh được xướng lên trong những giây phút hồi hộp nhất của đêm chung kết, mình đã không kìm được mà đã khóc thật to, cho đến nỗi mắt mũi nhăn tít xấu xí vô cùng. Nói đùa vui thì chắc mình là hoa hậu không có một tấm ảnh nào lúc đăng quang để đời. Giây phút đó mình khóc vì mọi công sức, nỗ lực, quyết tâm của mình đã được ban tổ chức, ban giám khảo ghi nhận, vì đây là viễn cảnh mình luôn tưởng tượng và mơ ước từ bé đã được thành hiện thực. Chắc chắn rằng bất cứ một người con gái nào cũng đã từng cho mình ước mơ được đội chiếc vương miện, mặc một bộ váy lấp lánh bước đi kiêu hãnh dưới ánh đèn sân khấu lung linh trong ánh nhìn của hàng nghìn người. Ngô nghê thay khi tất cả các cô gái đều khao khát có được chiếc vương miện ấy như một thứ sang trọng lộng lẫy hào nhoáng bên ngoài, chứ chưa bao giờ hiểu được giá trị thực sự và sức nặng của nó. Vâng, và chỉ sau giây phút đó thì mọi thứ dường như đảo ngược, vượt quá suy nghĩ của mình. Vì sự chuẩn bị không tốt về sức khỏe và tâm lý khiến mình có một diện mạo gây khó hiểu, một phần ứng xử không mấy thuyết phục và chung quy cũng vì một câu nói thật. Tất nhiên mình chưa bao giờ trách truyền thông và khán giả đôi khi dùng lời lẽ cay nghiệt và ác ý với mình. Vì nếu như mình là họ, khi nhìn qua hình ảnh trên báo chí, mình cũng khó có thể dành thiện cảm cho cô gái này ngay được. Chỉ giận bản thân đã không thể hiện được hết khả năng của mình, Lê Âu Ngân Anh tâm sự. Tuy nhiên, Ngân Anh không nản lòng trước những biến cố ập xuống với mình, mà lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu, với hy vọng đến một ngày sẽ được mọi người ghi nhận và đánh giá chính xác hơn. Để trả lời cho câu hỏi một năm qua Ngân Anh như thế nào, phải nói rằng có quá nhiều giai đoạn thăng trầm và đảo lộn. Phải mất hơn 3 tháng sau đăng quang, mình mới có thể bình tâm và ngồi xuống suy nghĩ mình thực sự muốn và cần gì. Thú thực thời gian đó, mình mất hẳn cả sự tự tin, lẫn niềm tin về năng lực của bản thân. Hành động nào, lời nói gì, hay gặp ai cũng phải e dè suy tính hơn. Và mình đã nhận ra điều đầu tiên mình cần khôi phục lại, đó chính là sự quyết tâm và tự tin.
mình quay trở lại trường làm việc với việc học lên thạc sĩ. Mình đi học các khóa kỹ năng mềm, tìm hiểu thêm về ngành thời trang và tham gia những dự án cộng đồng. Mọi người sẽ thấy cô gái này lặng lẽ và không có sự bứt phá. Nhưng nhà cao thì cần nền móng vững chắc mà. Mong là sau khi Ngân Anh quay trở lại, sẽ đem lại được cho mọi người sự bất ngờ nhé.